Hello anh em, mình là Kim Motun. Vâng, ở trên kênh YouTube của Kim Motun thời gian vừa qua thì Kim Motun có chia sẻ với anh em cái cách mà lắp lên xe cho mình một chiếc rơ le chống trộm như thế này. Ở cái thời gian vừa qua nhận được rất nhiều cái sự ủng hộ nhiệt tình từ các anh em đã đặt hàng mình. Trong quá trình sử dụng cái con version 1 thì mình có nhận thấy là nó cũng có một số những cái khuyết điểm. Đó là khi anh em mua về ấy, thì cái con rơ le xi nhan zin ở trên xe này nó sẽ không tương thích với cái bộ này. Đó, nó sẽ không nháy được. Thì một số các anh em cũng cải thiện nó bằng cách là phải mua thêm một cái con rơ le xi nhan như thế này. Đó, thì nó mới đủ điện để cấp cho 4 cái bóng xi nhan cộng với một cái còi của mình nó kêu và nó nháy. Thì trên cái con phiên bản mới Kim Motun làm đây, thì hôm nay thì mình cũng xin phép được chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách lắp trên xe. Cái con này nó sẽ có ưu điểm hơn cái con version 1 là nó sẽ tích hợp tất cả ở trong một cái con chống trộm như này rồi. Anh em mua về chỉ việc lắp lên xe, không cần quan tâm đến cái con rơ le xi nhan này nữa. Cái cách lắp nó cũng rất đơn giản thôi. Thì ở đây xin phép anh em là mình chia sẻ qua. Ở đây thì có hai cái đầu dây trắng phía bên dưới này, thì nó sẽ lắp vào cái dây đen sọc vàng. Đó, anh em nhìn rõ không ạ? Dây đen sọc vàng từ trên mô bin xuống vào chỗ con mô bin sườn đấy, ở trên xe rim đây. Đó, thì anh em cắt đôi ra, đấu hai cái đầu dây trắng này vào hai cái đoạn cắt này, đấu bất kỳ dây nào cũng được. Đó, còn lại thì ở trên cái đầu dây trên chỗ đầu dây vàng này thì nó có sẽ có ba cái dây màu vàng tuyền đây, thì là hai dây và xi nhan, đây là dây và xi nhan, còn một dây này là đấu ra còi. Đây thì mình có đấu sẵn ra cái còi phía bên sườn bên này rồi. Đó, thì ba dây này anh em thích cái dây nào vào đâu cũng được, cứ miễn là hai dây và xi nhan, một dây vào còi, còn nếu anh em không thích đấu vào còi cũng được. Đó, còn ở trên cái đầu dây mà có cái công tắc đây thì mình quy định nó là màu vàng sọc đỏ. Đó, anh em nhìn rõ không ạ? Màu vàng sọc đỏ từ con rơ le này qua công tắc thì nó sẽ vào cái đầu dây đen, dây đen sau ổ khóa. Anh em sẽ lấy dây đen bất kỳ sau ổ khóa nhé, điện Honda dây đen sau ổ khóa sẽ là dây dương, thì anh em có thể là lấy luôn ở cái con rơ le xi nhan ở trên xe gym đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đi dây. Đó, thì anh em có thể là lắp trực tiếp vào trong cốp cũng được, ở trong cái cốp chỗ này, cái cục này này. Còn cái con công tắc này anh em để đâu thì tùy, có thể là để ở trong cốp hoặc là để ở cái chỗ nào mà kín chỉ có anh em biết thôi, còn người lạ thì không nắm được cái công tắc này nằm ở đâu. Đó, thì mình xin phép là mình sẽ khui cái mạch trong này ra để cho anh em quan sát. Mình xin phép là mình chỉ quay mặt sau thôi nhá, mình không quay mặt trước. Nếu như mình quay mặt trước ấy thì sẽ bị copy ngay. Có thể anh em không thiên về độ chế này, anh em cũng không thể copy được, nhưng một số thợ sẽ copy cái này của mình luôn. Đó, nên là mình sẽ bóc cái hộp này ra. Khi mình làm xong cái hộp này, mình sẽ bơm keo kín vào đây. Và ở trên đầu, các cái đầu dây này mình có cốt gen nhiệt, và mình sẽ bơm keo kín xung quanh này để đảm bảo nước nó không vào được. Vâng, bây giờ là mình sẽ khui cái hộp này ra. Đó, đây là mặt sau, còn mặt trước nó ở đằng này. Đấy, thì mình xin phép là mình sẽ không quay mặt trước về những cái sơ đồ mạch ở trong này. Đó, để tránh bị tình trạng copy. Mình khuyên cáo là với anh em là những cái sản phẩm như thế này chỉ có Kim Motun mới có nhé. Ở trên thị trường có rất nhiều những cái con chống trộm như thế này, nhưng giá thành nó rất là cao mà nó lại tiêu thụ điện trên xe của các bạn. Có nhiều cái xe mà khi mà đi về để cái chế độ chống trộm này, nó sẽ tiêu thụ hết sạch điện. Những cái xe mà phun xăng điện tử ấy, mà không có cần khởi động ấy, nó tiêu thụ hết sạch điện như thế thì là chỉ có dắt bộ thôi. Còn cái bộ này thì khi các bạn bật cái chế độ chống trộm này lên. Đó, bật cái chế độ chống trộm này lên. Các bạn bật cái chế độ chống trộm này lên như thế nào bật rồi. Thì cái xe của mình vẫn chưa bị tiêu thụ điện nhé. Khi các bạn bật chìa khóa từ off sang on, có nghĩa là các bạn mở khóa như bình thường đó, thì lúc đó thì cái hệ thống chống trộm này nó mới được bảo vệ, nó mới kích hoạt lên để bảo vệ cái xe. Cho nên là anh em có thể để ở trong nhà
vài ngày, thậm chí là một tuần hay nửa tháng cũng không lo cái tình trạng bị hết điện nhá. Đó, cho nên là cái này nó sẽ hay hơn ở những cái bộ chống trộm của những cái đơn vị khác bán là nó như thế, nó không tiêu thụ điện. Chỉ khi nào mà anh em bật chìa khóa lên thì nó mới tiêu thụ điện. Và đồng thời khi anh em bật chìa khóa lên như thế thì hai cái dây này nó sẽ được ngắt. Đó, thì tương đương với lại cái việc là máy nó sẽ không nổ được. Cho dù anh em có đạp hay có để nổ như thế nào nó cũng không nổ được. Đó. Mình tính xem là mình sẽ đút cái con này vào trong mạch. Vâng, sau khi bung cái hộp này ra khui hàng xong rồi thì tạm thời thì em có gắn cái băng keo này vào để tránh cái tình trạng bị lộ hàng. Vâng, đây là nguyên chiếc của cái con chống trộm. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay cho mọi người xem cái cách mà câu cái dây nó như thế nào. Thì ở đây thì em có một cái đầu dây câu đây. Thì anh em có thể là câu qua cái dây còi đấy. Đó. Đây cái còi đấy. Anh em được cái dây màu vàng đó, anh em câu thẳng vào cái trục dương của còi này, sử dụng luôn cái còi trên xe. Đó. Còn ở đây thì tạm thời thì em có gắn thêm một cái đoạn dây điện dài như thế này. Để làm gì ạ? Để câu vào cái dây rắc xi nhan sau. Cái rắc xi nhan sau này nó sẽ lên toàn hệ thống ở trên xe về đằng trước theo cái dây xanh đây và cái dây cam đây. Thì anh em chỉ cần quan tâm là một đầu dây vàng từ dưới con dơ le lên thì anh em sẽ câu vào cái dây xanh này. Thì nó sẽ lên dây xi nhan về bên phải. Và một đầu dây vàng anh em sẽ câu vào cái dây cam đấy. Đó, anh em nhìn rõ nó thẳng vào dây cam đó. Thì nó là sẽ xi nhan dưới bên trái. Ok, rất đơn giản đấy ạ. Đó, còn ở dưới này thì mình sẽ rút cái con mình sẽ rút cái dây này ra. Thì nó rất đơn giản thôi. Đó. Cái dây vàng sọc đỏ này. Dây vàng sọc đỏ từ cái con dơ le này nè. Đó. Cái dây vàng sọc đỏ này. Đây, từ cái công tắc khi mình gửi cho các anh em trên mọi miền Tổ quốc là mình sẽ luôn luôn làm một công tắc liền theo đấy. Đó, thì anh em sẽ đấu vào cái dây đen này. Thì ở đây thì mình có dùng một con IC tăng áp. Thế là mình cũng đấu vào cái dây đen này luôn. Rất đơn giản thôi, anh em chỉ việc xoắn cái đầu dây này vào như này. Đó. Cắm vào cái dây đen này là xong. Rồi ok, bây giờ anh em ghim nó vào đây để lấy điện dương từ bình ắc quy sau khóa. Đó, chỉ cần như thế thôi. Thì công việc còn lại là bây giờ là cái xe của em là đang tắt chìa khóa. Bây giờ là em bật lên. Các thứ ở trên xe nó vẫn đang bình thường. Đó, khi mà bị kẻ gian nó đột nhập vào nó phá khóa chẳng hạn đấy. Đây là mình đã bật sẵn công tắc này nhá. Khi mà kẻ gian vào đột nhập mà phá khóa lên thì cái còi nó sẽ hú. Đó. Cái còi nó hú. Đây, xi nhan nó nháy đấy. Đó, xi nhan nó nháy như này là người ta biết là nó xe mình đang trong tình trạng cảnh báo. Đó. Bây giờ em xin phép tháo cái dây. Đó, em tháo cái dây còi này ra. Điếc tai quá. Khó nói anh em khó nghe. Để đảm bảo nó việc nó khỏi chạm chập thì em đút tạm vào đây. Đó, như thế này nó không chạm chập này. Thì khi anh em tắt này đi nó lại là bình thường. Đó, khi anh em bật lên thì nó mới vào chế độ chống trộm. Đây, em quay mặt trước cái xe của em. Đó. Xi nhan nó nháy ạ. Đó. Bây giờ em sẽ tắt chế độ chống trộm này đi. Ok. Và em sẽ để nổ máy nhé. Đó, cái xe của em đã nổ rồi ạ. Khi em bật cái chế độ chống trộm này lên thì đèn xi nhan nó sẽ nháy. Còi nó sẽ hú, nhưng em xin phép là em không đấu cái dây còi này vào vì nó quá điếc tai. Nó kêu rất là to. Và bây giờ em sẽ bật cái công tắc này lên. Đó, sẽ là chết máy luôn. Và bây giờ em sẽ bấm đề. Bấm đề không bao giờ máy nó nổ nhé. Đó. Giờ mình tắt đi. Đó, cái công tắc này thì anh em có thể là để ở trong cốp hay là cái chỗ nào bất kỳ kín kín tí, chỉ anh em biết thôi, người ngoài không biết được. Đó, còn cái cách đầu lối thì nó vẫn giống như cái con version 1, cái con version 2 thì em đã cải tiến thì hoàn toàn ổn định luôn, đảm bảo. Cái này thì em sẽ ship hàng trên toàn quốc nhé, theo hình thức là COD, thu tiền tại nhà.
Cái này em sẽ hỗ trợ đổi trả cho anh em trong vòng 15 ngày nếu như cái con chống trộm này nó có vấn đề. Đó. Thì em sẽ đổi trả cho anh em. Ok ạ. Rất là đơn giản thôi. Giá thì anh em sẽ alo thì em sẽ báo giá trực tiếp. Nếu như anh em mà có cái công tắc này rồi ấy, thì em sẽ không giao cho anh em công tắc nữa mà chỉ giao cho anh em cái con chống trộm như thế này thôi. Đấy. Còn nếu như anh em chưa có công tắc thì em sẽ giao nguyên bộ như thế này. Cái cách đầu lối thì rất là đơn giản thôi. Thì khi mà anh em nhận mua cái con này ấy, thì em sẽ gửi luôn cho anh em cái ống gen chịu nhiệt này. Ống gen chịu nhiệt này rất đơn giản thôi. Ví dụ như kiểu anh em đút nó vào trong này. Đấy. Anh em nối ở trong này, anh em hơ bật lửa ở đây thì cái ống này nó tự động nó co vào, nó sẽ co khít vào như cái đầu chỗ này đó, đó. Cách nước mà đấy, đẹp, nhìn nó chuyên nghiệp, nó không cần phải cuốn băng dính nữa. Thì anh em chỉ cần ghen cái chỗ này vào là xong. Nếu như anh em cẩn thận thì anh em có thể rút cái rắc trong này ra và anh em câu, tránh cái tình trạng là cắt dây nếu như anh em không muốn. Còn đây là mình làm clip cho nó nhanh thì mình sẽ cắt cái dây này đôi ra. Và cái này nó sẽ theo cái xe của mình suốt đời đó. Đó. Đây là phiên bản version 2, gọi là V2 đó. Thì anh em nào có nhu cầu muốn ship hàng thì mình sẽ ship hàng trên toàn quốc. Số điện thoại của mình là 0165 614 6888, gặp Kiên Motul. Hoặc anh em có thể là vào kênh Kiên Motul trên YouTube, Kiên Motul, rồi click vào cái mục video. Ở trong này có rất nhiều những cái video liên quan đến những cái thiết bị như thế này, hay hay như thế này. Thì anh em nào có nhu cầu về chủng loại gì thì anh em có thể alo thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho anh em. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.